Hôm nay á, tôi làm món ếch sốt mắm gừng và món lương nướng cuốn bánh tráng chấm sốt me cực kỳ ngon luôn. Hôm nào nhà mọi người đãi khách á, thì nhớ làm cái món này nha. Tôi có một bà chị gần nhà nuôi quá trời là ếch luôn, thành ra hôm nay tôi lên vớt vài con nè. Mà mấy con ếch này á, bà chị tôi nuôi mập ghê luôn, tầm khoảng 5-6 con á là được 1 ký rồi đó mọi người. Lo nhìn ếch mê quá, tôi u đầu luôn rồi nè. Mà vô trong đây nhiều ếch á, cái tự nhiên tôi nghĩ ra rất có nhiều món từ ếch luôn. Để cho lạ miệng á, thì tôi làm món ếch sốt mắm gừng. Đừng có vội chê nha, ngon lắm luôn đó. Mọi người đợi tôi chút xíu nha, tôi đi về nhà tôi chỉ cho mọi người cách làm đơn giản cực kỳ luôn, mà mọi người không có mất nhiều thời gian nữa. Ví dụ như có khách đột xuất thì mình vẫn có thể làm được nhanh gọn lẹ luôn. Trời ơi mọi người coi kìa, con ếch nó to đã ghê hơn mọi người, chắc nịch luôn á. Thôi bây giờ tôi sẽ về nhà, nhưng mà phải ghé tiệm thịt quá cái đã. Tại vì nghe nói cái này mới có nên thành ra tôi phải tranh thủ hốt về chứ. Mà hôm nay tôi mặc áo bà ba, mấy cô trong xóm thấy khen tôi thấy cưng ghê. Trời ơi tự nhiên cái tôi vui ngang vậy đó. Mà không biết mọi người sao nha, lương tôi khoái nướng ghê luôn. Tại vì khi mà nướng rồi thì cái độ ngọt nó vẫn còn giữ ở phía bên trong. Nghe mùi thơm bay khắp nơi là chịu không có nổi rồi đó. Con ếch này thì nó to quá nên tôi cắt ra làm 4 lần. Rồi để làm cái lùm cho con ếch nó nấp thì tôi dùng cây sả nè, đập dập cho nó nhuyễn nhuyễn ra thì mình xé sợi như vậy nè. Mà nhớ là đập thật dập nó mới xé sợi được nha mọi người. Rồi cái phần ếch á để cho nó ráo nước rồi thì bây giờ mình áo qua bên bột mì. Phần sả xé sợi thì mình cũng áo qua bột mì luôn. Đợi dầu nóng á thì mình chiên cái sả trước để cho cái dầu của mình nó được thơm mùi sả hơn. Rồi tiếp đó lần lượt mình thả mấy con ếch vô nha. Mà công nhận là mới thả vô nghe cái mùi nó đã thơm rồi. Đợi chiên cho nó vàng đều rồi thì mọi người vớt ra để trong miếng giấy cho nó ráo dầu nha. Rồi rồi bây giờ là quan trọng nè, làm cái phần sốt tỏi thì tôi cháy cho nó vàng thơm, tôi cho 2 muỗng đường. Rồi cho 5 ngư ớt gừng Kỳ Sơn này vào. Mà cái gừng này là đặc sản ở Nghệ An đó, có cái vị cay đậm, nghe cái mùi thôi là thấy chất lượng rồi đó. Sốt nó sệt rồi thì mình cho ếch rồi mình xào. Nghe cái mùi thôi là mắc thèm rồi nè mọi người ơi. Rồi cái lùm đâu rồi, cái lùm để vô nha. Vậy là xong cái món ếch núp lùm sốt mắm gừng rồi nha. Tranh thủ đi nướng cái con lươn để ăn thôi nè. Than nó mới vừa tàn thì mọi người nướng được chứ, để mà than còn sớm quá thì nó dễ bị cháy khét lắm. Có bún, có rau, có lương nướng rồi. Cuốn với bánh tráng này là phải chấm ngay nước mắm Nam Ngư me tươi Nam Bộ mới dậy được cái sự đặc biệt của nó. Mắm me chua chua ngọt ngọt, ăn vô là mắc ngay, ăn hoài luôn á. Mà tao nói giờ xịn thiệt, không cần mất nhiều thời gian pha sốt cầu kỳ này kia mà vẫn có nước chấm ngon. Đó, tao nói khách đột xuất tới nhà thì lo cái chai nước chấm này ra, nhanh gọn lẹ mà còn được 2 món luôn nè. Đồ ăn xong rồi, bây giờ tôi đợi với Vàng đi học về ăn thôi nha. Tao nói mới nhào vô là bắt đầu ăn cái món ếch của tú liền luôn rồi. Tại vì nghe cái mùi thôi đâu có chịu nổi đâu. Cộng thêm mới đi học về đói bụng nữa. Bà ngoại khen làm cái món này ngon, tưởng đâu công thức cầu kỳ lắm, ai vẽ đơn giản vô cùng luôn. Cái chai nước sốt này mọi người kiếm ở tập quá hay siêu thị cũng có hết trơn. Công nhận có mấy chai nước mắm pha sẵn vậy tiện lợi ghê luôn, đỡ mất thời gian mà đồ ăn của mình cũng ngon nữa.